ờ động đất à không phải đó chính là viên đất của chúng ta đang đi lên mọi người ha vâng và kính chào các anh chị nhà đầu tư chúng ta quay trở lại với uh, kênh youtube của em tommen invest trong uh, phiên dịch ngày uh, 16 tháng 11 thì uh, sau các cái phiên gặn co và cũng như là có những cái lối đi riêng của thị trường chứng khoán chúng ta thì ngày hôm nay thì chúng ta đã uh, phải nói là một cái phiên uh, thật sự là rất là gặn uh, co về mặt tâm lý các anh chị ha thì uh, Tốn cũng đã có chia sẻ nhiều rồi. Và hôm qua anh chị nào mà có theo dõi trên kênh uh, live stream TikTok của Tốn ấy thì cũng hiểu rõ rằng là cái bản chất của thời điểm hiện tại nó như thế này nè. Mọi người thấy ha. Cái bản chất của các cái phiên giờ gần đây này nó cũng không khác gì là những cái bản chất lúc mà thị trường ta dần co ở quanh những cái ngưỡng uh, vùng nền phục hồi ở đây hay là những cái ngưỡng vùng nền chỗ này này các anh chị. Đó, thì có phải là các cái tâm lý khi mà các anh chị chúng ta sau trong một cái nhịp điều chỉnh như này các anh chị, thì có phải là ở các cái ngưỡng tâm lý vùng này các anh chị ha, thì chúng ta càng mong là thị trường ta nó sẽ có những cái cứu hồi, đúng không? và ở đây nó cũng sẽ có những cái cứu hồi, đúng không? ạ? còn khi mà bắt đầu thị trường ta có cái một cái xu hướng đi lên như thế này rồi, một cái xu hướng phục hồi lên như thế này rồi, và nó có yếu tố đó, nó dần co quanh cái ngưỡng khu vực này, thì cái mong muốn và cũng như là cái sự như nào các anh chị, cái sự mong chờ của các anh chị nhà đầu tư rằng là thị trường chúng ta nó sẽ phải chỉnh đúng không? Mọi người thấy đúng ạ? À? Thì ắt thì làm thì mọi người đã thấy được như thế nào à? à? trước đó thì chúng ta mọi người mong nó nó hồi lên lại thì nó giảm xuống, mong nó hồi lên lại thì nó lại giảm xuống tiếp. Thì ở đây mọi người càng mong nó xuống thì nó lại tiếp tục nó càng đánh lên. Mọi người nha, nó lại tiếp tục nó càng đánh lên. Mọi người ha. Và đó cũng chính là những cái lúc mà anh chị chúng ta sẽ buộc lòng chúng ta sẽ phải mua lại với những cái mức giá cao hơn và đó cũng những là những cái thông tin và những cái nội dung mà tuấn đã liên tục tuấn đề cập cho các anh chị chúng ta ở các cái video và cũng như là ở cái buổi live stream tối ngày hôm qua rồi đấy. Thì hôm qua là tuấn không có làm cái video cho nên là tuấn có lên live stream vào khoảng tầm lúc 9 giờ tối ấy. thì các anh chị nào mà chưa follow theo cái uh, kênh uh, tiktok của tuấn ha, tuấn remix thì các anh chị chúng ta có thể là thao uh, 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 nhấn vào là bên uh, tiktok để có thể là tìm kiếm cái trang cá nhân của tuấn để mà theo dõi nhé. Rồi thì hôm nay Tuấn có uh, cập nhật cho các anh chị nhà đầu tư và cũng như là phiên đáo hạn phái sinh nhiều anh chị chúng ta tỏ ra cẩn trọng với cái phiên phái sinh quá cho nên là hả chúng ta sẽ thấy được rằng là nguyên suốt cả một cái ngày trời là nó không có biến động quá là nhiều đúng không các anh chị cái thanh khoản nó rất là thấp đấy nó ở mức trung bình thấp thôi à như là các anh chị chúng ta thấy là cái cái nguyên một cả ngày nó rất là eo và cũng như nó đánh vào những cái tâm lý của các anh chị nhà đầu tư chúng ta rất là nhiều ấy nên đó là tôi mới nói với cái đoạn này nè vn đất chúng ta nó vẫn đang trong một cái sóng phục hồi ngắn hạn và liên tục xuất hiện những áp lực rung lắc ở quanh cái ngưỡng vùng kháng cự trạng thái lưng chừng như thế này nó sẽ dễ khiến cho nhà đầu tư mất hàng xong sẽ quay lại mua đuổi với những cái giá cao hơn ha thì cái điểm tích cực là cái dòng tiền đã lan tỏa các dòng rồi và luân phiên thay phiên nhau đi lên tạo ra những cái vùng cân bằng đáy mới cũng như là chạm vào lại những cái ngưỡng kháng cự thì tuần trước là cái sự khởi đầu của bất động sản thép chứng khoán này thì thì đến cái tuần này là cái tâm điểm của dòng ngân hàng và chủ và các cái nhóm còn lại sẽ là còn là nhịp cuối cùng tăng uh, tăng lên trước khi mà cả thị trường chúng ta nó bước vào một cái nhịp tích lũy thì như các anh chị chúng ta thấy rằng là các cái mã cổ phiếu ví dụ chẳng hạn như DBM hôm nay cũng hồi này hay như DCM hôm nay cũng hồi tiếp này rồi uh, gì nữa nhà có những con như BFC hôm nay thì lại tăng trần này lát này đấy Mọi người sẽ thấy là những cái nhóm cổ phiếu này á, là những cái nhóm cổ phiếu mà nó phục hồi sau cũng như là HHV hôm nay cũng hồi đúng không? Rồi KSB, rồi BLC, HAH này, rồi ANV này. Thì Tuấn đều nói với mọi người rằng là những cái cổ phiếu này nó chưa có đủ cái biên mà nó phục hồi đâu. Nên là nó sẽ là những cái mã cổ phiếu mà nó sẽ phục hồi sau theo thị trường chung. Và sau cái đợt này thì khả năng và thị trường ta sẽ tạo ra một cái đỉnh sóng hồi và cũng như là tái tích lũy trở lại là tương đối là cao các anh chị ha. Nên là các anh chị ta hình dung ra là nếu mà anh chị nào mà đang có cầm hàng rồi thì cứ nằm im đó giúp cho Tuấn Thậm chí là Tuấn cũng đã bị lung lay một chút xíu á Là hôm bữa là mình có chọn giữa BDR và HDC đúng không Đấy, thì mình cảm thấy như là HDC nó không đạt được cái kỳ vọng của mình thì mình đã bán quanh cái ngưỡng vùng 34.2 34.3 ở chỗ này. Đấy, thì hôm nay nó có kéo ngược lên trở lại thì thôi cũng đành chịu các anh chị ha. Đấy. Tại tại vì mình đánh giá là nó không có đạt được cái kỳ vọng cho mình của mình lắm cho nên là mình thôi mình canh mình ra hàng luôn. Còn BDR thì nó vẫn như nào các anh chị? Nó vẫn rất là khỏe đúng không ạ? Nó vẫn rất là khỏe và nó vẫn hấp thụ những cái lượng cung ở vùng đỉnh. Và những cái nhịp như thế này thì Tuấn đã phân tích rất là kỹ cho các anh chị chúng ta rồi, đúng không? Và Tuấn sẽ nhắc kỹ hơn cho các anh chị chúng ta và hình dung ra cho các anh chị chúng ta tại sao những cái mã cổ phiếu như BDR sẽ là những cái mã cổ phiếu dẫn sóng của thị trường chúng ta đi lên. ha à thì uh, video này thì Tuấn sẽ tập trung Tuấn chia sẻ những cái mẫu hình và cũng như là một cái tư duy cho các anh chị chúng ta nói về các cái cổ phiếu bất động sản thì nó sẽ hay hơn các anh chị nhớ thay vì là chúng ta uh, phân tích các cái cổ phiếu khác hay là cái dòng khác. Rồi, thì hôm nay cho dòng bất động sản nó chiếm spotlight chút xíu ha. Uh, thì mọi người sẽ thấy ở đây cái giai đoạn mà tháng 3, tháng 4 á là cái giai đoạn mà Tuấn cũng đánh cái nhóm sóng dòng cũng như là cái xóm ngành giống như nhóm ngành mà nó vượt đỉnh đấy đó chính là những cái mã cổ phiếu như là dòng chứng khoán như FTS này rồi BSI này đấy các thứ vân vân mây mây thì mọi người hình dung ra đây giúp cho tốn nhá đây này mọi người thấy khi mà thị trường nó chỉ lăn quanh và nó quay về nó có những cái cản nó test lại và nó điều chỉnh này mọi người thấy không ạ đây này mọi người thấy cái từ cái giai đoạn này này đây nha mình kẻ ở đây đi cho nó giống này đó đây ha Mọi người thấy và hình dung là cùng cái thời điểm như thế này nè. Đấy, mình kẻ xuống này cùng cái thời điểm như thế này nè. Đấy, cùng cái thời điểm như thế này nè. Mọi người thấy nhá, đâu rồi? Ủa sao nó ở đây nó không cho kẻ? Đây. Rồi, ok. Mọi người thấy và hình dung đây không ạ? Thị trường chúng ta nó vẫn đang loay hoay là nó quay về nó test lại cái vùng đỉnh à, vùng đáy này. Mọi người thấy đây ha, nó quay về nó test lại cái vùng đáy này. Thì trong cái lúc đó thì những cái mã cổ phiếu leader là dòng chứng khoán nó đã bật tăng và nó phục hồi đi lên rồi này. Mọi người thấy không ạ? Trong một cái khoảng thời gian như vậy. Đấy, cái đến lúc mà các cái mã cổ phiếu hoặc là cũng như là của thị trường chúng ta bắt đầu cân bằng và nó tích lũy trở lại đi ngang ở đây thì nếu như mà có những nhịp điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu leader nó cũng chỉ đi ngang thôi này, mọi người thấy không ạ? À? Nó cũng chỉ đi ngang thôi. Cái trạng thái này là chúng ta đã phát hiện ra được rằng là à, đây chính là những cái 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 cổ phiếu và cũng như là cái nhóm ngành nó dẫn dắt thị trường của chúng ta đi lên trong cái khoảng thời gian sau đó. Mọi người thấy đây đúng không ạ? À? Và nó đi lên rất là mạnh các anh chị ha. Ví dụ chẳng hạn như lúc đó có thêm BSI nữa này, mọi người thấy đúng không ạ? À? Chúng ta so sánh này ấy cổ phiếu nó đã đi lên trước rồi đúng không cổ phiếu đã đi lên trước rồi thì khi mà thị trường chung nó bắt đầu nó điều chỉnh thì những cái mã cổ phiếu này nó chỉ điều chỉnh đi ngang hoặc là nó nó, nó vận động nó tích lũy trở lại thôi và tiếp tục nó sẽ đánh lên đánh lên tiếp hay như những con sau đó có những con cổ phiếu mà nó chạy đồng pha với thị trường nhưng mà nó vẫn thuộc cái nhóm cổ phiếu sống ngành thì đó chính là những cái mã cổ phiếu như là con vix này này đấy đúng không mọi người thấy là nó cũng sẽ vượt đỉnh này đấy đây là nó vượt đỉnh lên này đó, nó bắt đầu nó vượt được cái kháng cự này nó không chỉnh quá là sâu mà nó neo lại trên những cái vùng giá cao như thế này mọi người thấy không ạ? đó, thì cái cổ phiếu của con BR thì tốn đánh giá là nó đang giống giống với cái nhịp này này các anh chị, à, nó đang giống với lại những cái nhịp như thế này nè, thì khi mà bắt đầu nó đi lên mà nó vượt được những cái ngưỡng kháng cự này rồi và nó gặp lại những cái vùng đỉnh này, này nó có thể nó đi lên tiếp và nó có thể là nó chỉ rung lắc lại quanh những cái ngưỡng này thôi, Đấy và tiếp tục nó cứ đi lên đi lên đi lên và nó cứ tạo nền nó đi lên các anh chị, đó và một lần nữa tốn lại thấy được rằng là những cái mẫu hình này của các cái mã cổ phiếu dòng chứng khoán trước đó một lần nữa nó lặp lại ở cổ phiếu BDR. Đây sẽ là những cái cổ phiếu mà dẫn dắt thị trường chúng ta đi lên ở giai đoạn sắp tới. Cổ phiếu nó cũng đã có một cái quá trình nó tích lũy ra đây, mọi người thấy đúng không ạ? Cả một cái quá trình nó tích lũy ở đây trong khi thị trường chung của chúng ta nó điều chỉnh mạnh thì những cái mã cổ phiếu này nó điều chỉnh không quá là sâu và nó vẫn duy trì được trên những cái ngưỡng cận cái vùng đỉnh như thế này. Đây là một cái trạng thái tích lũy cực kỳ là tốt để chuẩn bị cho một cái con sóng đẩy cực kỳ mạnh trong cái giai đoạn sắp tới mà các anh chị ta phải lưu ý ha. Cho nên chính vì vậy mà cái lý do mà Tuấn đã chia sẻ với mọi người rằng là Tuấn đu cây trần trong phiên này và hiện tại Tuấn vẫn chưa mất cổ phiếu nào đối với lại là, là BDR. Tại vì mình biết được rằng là với những cái mẫu hình và form đánh của cổ phiếu như thế này nó sẽ là những cái cổ phiếu leader và cũng như là cái nhóm ngành bất động sản sẽ là cái nhóm ngành dẫn dắt thị trường của chúng ta đi lên trong cái khoảng thời gian sắp tới và đây sẽ là cái con sóng uptrend mạnh mẽ nhất của uh, dòng bất động sản trong cái đợt này các anh chị ha rồi ngoài ra có thêm những mã cổ phiếu khác ví dụ chẳng hạn như Khang Điền à, Khang Điền cũng có những cái mẫu hình tích lũy nhưng mà nó thuộc cái dạng mẫu hình là tích lũy gãy nền và tiếp tục là xuống đây nó tạo nền tiếp và lên đây nó lại tiếp tục nó tái tích lũy nó tạo nền thì những cái mã cổ phiếu này nó sẽ uh, có thể là chạy cùng pha với lại là bdr nhưng mà nó có phần nó yếu hơn các anh chị ha rồi hay các cổ phiếu khác như nam long cũng rất rất là mạnh đấy cũng thuộc cái dạng giống như con kdh nhưng mà cái tính đầu cơ của nam long thì nó cao hơn so với lại là khang đi đó cho nên là tuấn cũng đánh giá cao đối với lại là nam long thì bữa giờ vừa rồi là mình có đề cập và mình nêu cho các anh chúng ta rồi đúng không ạ nó sẽ tạo ra một cái vùng biên ở đây thì khả năng nó cứ lên xong nó sẽ chỉnh nó tiếp á nó sẽ tạo ra một cái vùng nền chỗ này các anh chị ha rồi tiếp theo nữa đó chính là dg Đấy, dg thì sẽ là thuộc những cái cổ phiếu nhóm 2 thôi chứ tuấn chưa có thực sự là tuấn đề cao những cái nhịp này nó giống như những cái mã cổ phiếu phía sau đó ví dụ như vnd cái giai đoạn mà tháng 3 mãi cho tới tận là tháng 5 nó bắt đầu mới đánh ấy thì những cái mã cổ phiếu này nó thuộc cái nhóm hai các anh chị thì bắt đầu nó sẽ phục hồi được tiếp lên trên đây và nó sẽ chỉnh lại đã để nó tạo ra một cái vùng biên tích lũy ở trên vùng này trước khi mà nó tiếp tục nó vượt qua ở giai đoạn phía sau các anh chị ha nên nó, nó, là nó sẽ mất thêm một số các cái thời gian để nó uh, tích lũy trở lại nó hấp thụ lại những cái lượng vùng cung bị uh, bị đu đỉnh ở những cái vùng trên này và cũng như là những cái lượng hấp thụ những cái lượng cung mà uh, bắt đáy ở dưới đây các anh chị nhá để nó thay máu dòng tiền Rồi cũng là nhà đầu tư mới để có thể tiếp tục nó đánh lên ở cái giai đoạn phía sau các anh chị nhá rồi Ngoài ra tiếp theo có đất xanh cũng giống như là thằng DG thôi. Các anh chị nha, nó cũng sẽ lên đây và nó sẽ tạo ra một cái vùng biên tích lũy mới ở vùng trên này. Đó, nên là các anh chị chúng ta thấy được rằng nó đang được hưởng lợi rất là nhiều từ cái mã cổ phiếu leader, đó chính là BDR ở đây. À, các anh chị ha, thì con này là cái con khỏe nhất trong nhóm dòng bất động sản. Thì đặc, đặc điểm của Tuấn và Tuấn luôn luôn chọn là phải là chọn những cái con mạnh mẽ nhất. Các anh chị nha. Rồi ngoài ra thì có thêm sale, nhưng mà sale thì như Tuấn nói rồi đó, Hôm nay cái lượng hàng à, à, phát hành nó về cho nên là mọi người thấy là nó cũng đang có những cái sự quay cái thanh khoản rất là lớn ở đây này. Đấy, họ cũng đang quay cái thanh khoản nó lớn ở đây này. Mọi người thấy đầu phiên sáng vào. mọi người thấy đầu phiên sáng vào nhà đầu tư cứ đi nào à cứ đem đi bán, đúng không ạ? Cứ đi hoảng loạn bán ra và cũng như là như lái nó kích hoạt một cái lệnh mà nó bán về lại quanh cái ngưỡng vùng 22 này. Cái bắt đầu anh chị nhà đầu tư thấy hoảng quá là bắt đầu sợ là nó sẽ tuôn ra rồi nó nằm sàn các kiểu đấy thì mọi người bán ra thì vô tình những cái lượng hàng ở dưới đây này là coi như là lãi họ gom hết ha anh chị nào mà bán dưới 22 là bảo đảm là tuấn bảo đảm với các anh chị nhà đầu tư rằng đó là gà lái họ gom hết ấy rồi bắt đầu là các anh chị chúng ta phô mô ngược trở lại lên vùng 23 mấy trên này này thì họ bắt đầu họ lướt ra một phần nào đó để họ họ phải trao tay lại chứ các anh chị coi như là họ lướt được đâu đó coi như là cho là vùng 21.6 21.7 đi thì bắt đầu lên đây họ lướt được khoảng tầm hơn một giá như thế này Ví dụ như là phiên sáng họ mua vào được uh, uh, 15 triệu cổ phiếu đi chẳng hạn. Cái lên đây họ lại lướt ra được đâu đó khoảng tầm là 10 triệu cổ phiếu và họ đánh được uh, một giá rưỡi đi thì coi như là họ đã lướt được ra khoảng tầm là 15 tỷ rồi. Đúng không ạ? Đấy, ha mọi người ha. Cho nên là mọi người á rất là dễ bị dính những cái bẫy như thế này. Cho nên là Tùng mới bảo á anh chị nào mà mà có cầm con xe quá hoặc là muốn mua mới con xe là phải đợi coi là cái lượng hàng phát hành nó về như thế nào nữa rồi chúng ta mới tính tiếp còn cái đoạn này nó đang bị nhiễu về cái khối lượng như thế này nè thì à, tuấn vẫn chưa có tham gia trở lại đối với lại con xeo đâu nó là các anh chị ta chờ thêm các anh chị ha nhưng mà cũng may là hôm nay là nếu mà nó không có nó thì thì dòng bất động sản cũng sẽ à, thiếu cái động lực để mà đi lên tại vì giống như nó cướp hàng vậy đó không khác gì là nó cướp hàng vậy đó à, các anh chị ha rồi à, ngoài ra thì có HDC cũng ok HDC thì thật sự là nó cũng ổn thôi tại vì mình à, hôm nay là nó đã vượt được cái 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 trend giảm như này rồi này bữa giờ vừa rồi nó cứ đi ngang đi ngang ở chỗ này nó hấp thụ nè thì tốn nghĩ là cái target đợt này nó sẽ lên đâu đó khoảng tầm vùng 38 trước khi mà nó tái tích lũy trở lại ha à, nó tích lũy trở lại xong nó lại vượt nó tích lũy trở lại nó lại vượt tiếp thì đó nói chung là con hdc này thì cũng khá là tốt cho nên là 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 mình cũng có hơi sai khi mà mình à, mình bán ra quanh cái ngưỡng vùng này đấy cũng thừa nhận với các anh chị ta rằng như vậy nha chứ không phải là 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 là, là mình à... Mình 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 uh, không có bảo là lúc nào mình cũng đúng cả nhé, mình bảo không phải bảo lúc nào cũng, cũng đúng cả. Đấy, phải có sai và phải khi mà sai thì phải nhận ra cái sai của mình để mà sau này mình sửa chứ chứ đâu phải là mình cố chấp với cái việc là mình mình uh, mình mình phải luôn đúng đâu, đúng không các anh chị? Đấy. Nhá. Rồi, ngoài ra có thêm để coi HDG thì nó ở vùng này thì nó vẫn còn hơi yếu là tại vì nó chưa vượt cái trend giảm. Nhưng mà Tuấn nói thật là nó cũng sẽ về nó té lại nó giống như con uh, còn HDC nó cũng sẽ lên đây nó test này. Đấy, ở trong cái trạng thái nó yếu hơn thì nó lên đây nó test xong nó cũng chỉnh 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 lại bắt đầu nó lên tiếp. Các anh chị ha. Đấy. Thì uh, nói chung á là cái đoạn này nó sẽ bắt đầu nó set up vào một cái nhịp sóng cuối trước khi mà nó xảy ra một cái cú điều chỉnh nào đó. Các anh chị ta hình dung không ạ? À? Mọi người có nhớ rằng là cái mà Tuấn có nói và chia sẻ với các anh chị ta về cái mẫu hình ở đây không? Đấy, mọi người thấy và hình dung ở đây nè, bắt đầu nó sẽ tạo ra cái đỉnh sóng hồi vào cái khoảng tầm là À, ngày 20 cho tới ngày 25 tháng 11 ở đây thì nó có thể là nó có sai số đâu đó khoảng tầm là à, 2 3 phi các anh chị ha thì chúng ta cứ cho là có thể là hết cái tháng 11 này thì nó sẽ tạo ra một cái đỉnh sóng hồi và cái đáy phục hồi á, cái đáy phục hồi số 1 á, nó sẽ chỉnh về đâu đó khoảng tầm vùng 1120 hoặc là 1100 gì đó các anh chị nha cho nên nó sẽ rơi vào khoảng tầm là giữa hoặc là gần cuối tháng 12 để nó tiếp tục nó tái tích lũy trở lại để mà nó phục hồi đi lên tiếp ha còn trong cái trường hợp mà thị trường của chúng ta nó tích cực hơn các anh chị Nếu mà trong cái trường hợp mà thị trường của chúng ta nó tích cực hơn nha ấy thì nó sẽ vượt lên trên đây luôn và nó chỉ chỉnh lại khi mà nó về lại quanh ngưỡng vùng 1050 thôi bắt đầu nó tích lũy lại ở đây là tiếp tục đi lên tiếp ở giai đoạn phía sau thì lúc đó chúng ta tính tiếp các anh chị ha thì ở đây là tuấn chỉ view cái góc nhìn cho các anh chị chúng ta biết được rằng là sóng hồi nó vẫn đang tiếp diễn và nó chưa có kết thúc đâu các anh chị chúng ta đừng có sợ cái gì hết trơn á đúng không ạ chỉ có sợ là các anh chị chúng ta không có hàng để mà chúng ta nắm thôi còn bây giờ mà anh chị nào mà thấy là những cái phiên sau á mà cái khối lượng bắt đầu nó nổ lên và mọi người luôn nhớ như Tuấn cho Tuấn như thế này nè, bắt đầu ở các cái phiên sau mà nó tạo ra một cái gấp ấp lớn ở đây nè và cũng như là đồng thời các cái mã cổ phiếu mà nó tạo cái gấp ấp lên á mà nó không đóng lại á thì nhiều khả năng chính là những cái gáp đó sẽ là những cái gáp mà Tuấn thấy nó sẽ tạo ra gần những cái vùng đỉnh giống như là những cái thời mà con SI này. Đây nè. Đây ha. À. Mọi người thấy nè cái này, này nó mở một cái gap đi lên này nó mở một cái gap đi lên này ha nó mở cái gap đi lên mà nó không đóng lại ở trong cái phiên đó mà nó tiếp tục nó kéo lên luôn thì nó có thể nói rằng là quanh cái ngưỡng vùng này thì có phải là đây là cái ngưỡng vùng đỉnh rồi không ạ? À? đấy và khối lượng nó lớn này các anh chị ha đấy cứ thể mà nó tạo ra những cái vùng vùng uh, gap up đi lên mà nó không đóng lại á trong phiên á mà nó tiếp tục nó đi lên tiếp á thì mọi người thấy là nó chuẩn bị là nó báo hiệu một cái vùng đỉnh rồi hay những cái mã cổ phiếu khác nhé, để lấy uh, thêm uh, những cái mã cổ phiếu uh, dòng ngân hàng đi mbb BB thì ở đây cũng có này đó ở đây cũng có một cái nhịp này mọi người thấy không ạ à? ở đây thì nó có một hình hai đỉnh và ở đây nó cũng có một cái gap up đi lên này à cũng có gap up này lên nha rồi gì nữa nha à, dòng bất động sản nhá DIG Đấy, DIG nó cũng có cái gap này gap to đùng luôn đây cái gap ở đây mọi người thấy không ạ à? cái gap ở đây Ha, à. đó cho nên là mọi người phải lưu ý giúp cho tốn là ở các cái phiên sắp tới nếu như mà có một phiên nào đó nó tạo ra một cái gap up thật là to ở các cái mã cổ phiếu và cũng như là của thị trường đi chẳng hạn mà nó không lấp lại trong phiên thì cái khả năng rất là cao mọi người sẽ hình dung ra đó sẽ là cái phi mà có thể là nói là quanh quanh cái ngưỡng vùng đỉnh rồi mọi người nhé ha thì tới đây thì Tuấn thấy được rằng là hầu như là có thể nói là hơn rất là nhiều, có thể nó không biết là khẳng định là bao nhiêu nhưng mà tôi nghĩ rằng là hỏi 10 người thì có khoảng tầm là 7 người đã bán mất hàng trong các cái phim vừa rồi. Và mọi người thường là mọi người bị uh, cái 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 lỗi ở đây á và cũng như là cái sai lầm ở đây á đó chính là mọi người khôn vặt hay là mình gọi là khôn lỗi á. tức có nghĩa là anh chị chúng ta mong muốn là chúng ta bán ra được ở cái giá cao và sau đó là chúng ta mua lại ở mức giá thấp hoặc là sẽ trả giá cái cổ phiếu nó thấp hơn ấy nhưng mà thực tế nó không có các anh chị Như mọi người Tuấn đã nói rồi Những cái cổ phiếu tốt như BDR nó có điều chỉnh nó giảm không ạ? À? Không hề Hay những mạng cổ phiếu như BVD, BID ở đây nó có giảm không ạ? À? Cũng không hề Rồi những mạng cổ phiếu khác ví dụ như Dick ở đây nè Nó có giảm không ạ? À? Cũng không hề mà nó cứ, nó cứ neo lại Nó cứ neo lại rất là khó như thế này Thì làm sao mà các anh chị ta dám mua được Nhưng mà các cái phiên tới mà các anh chị ta mua đuổi vào một cái là Tuấn bảo đảm nó thế nào nó cũng ngay đỉnh nè à. Nha Rồi à, hay như những mã cổ phiếu khác đi dòng chứng khoán đi ê đó, ê này các anh chị ta có dám mua ở đây không? Không hề đúng không ạ đấy không hề các anh chị ha rồi gì nữa nha ờ ai đấy mọi người thấy không ạ cũng có dám mua đâu sau cái phiên bùng nổ theo đà lên như thế này ví dụ như chẳng hạn bán ở vùng 31.8 hoặc là 31.5 ở đây nè có dám mua lại không đâu có dám mua lại đâu đúng không tại vì chưa có đủ cái mức chiết khấu hoặc là những cái mức mà các anh chị ta yêu cầu đúng không đấy cho nên là cổ phiếu nó sẽ còn tiếp tục nó đi lên các anh chị ha và tuấn nghĩ là cái nhịp này là khả năng cao đó là sẽ là cái nhịp cuối trước khi mà nó bước vào một cái nhịp điều chỉnh hoặc là một cái nhịp mà nó tái tích lũy trở lại các anh chị nhé đó thì quan trọng ở đây là Tuấn đã hình thành cho các anh chị ta cái tư duy về cái cổ phiếu sống dòng và cũng như là các cái mã cổ phiếu khỏe thì đoạn này Tuấn tập trung vào cổ phiếu là nhóm bất động sản là chính này rồi sau đó là có thêm thép các anh chị thép ở đây nó cũng sẽ bắt đầu nó dập dìu ở đây thôi chứ nó không có vượt được đâu Tuấn nghĩ là nó sẽ không có vượt được nổi ở đây đâu mà nó chỉ dập dìu ở quanh cái biên độ này để nó tái tích lũy trở lại trước này đấy nha rồi trước khi đó thì nó sẽ vượt đỉnh trước thị trường ta ở giai đoạn phía sau rồi à, tiếp theo là có thêm uh, hoa sen rồi, nam kim cũng vậy đó, nó cũng sẽ tương tự như vậy các anh chị ha nếu như một lần nữa nó quay về nó test lại khoảng tầm 23 22.6 hoặc là 23 này, này, nó sẽ chỉnh lại tôi bảo đảm là nó sẽ không vượt sớm đâu và nó sẽ tích lũy trở lại là tại vì ở đây là cái khối lượng trước đó mà nhà đầu tư họ kẹp họ đu đỉnh cho chỗ này ở nhìn qua cái chạc giờ thì tuấn cũng thấy được rằng là nó bước vào một cái nhịp mà gần như là tái tích lũy trở lại rồi nhá chứ nó không có lên nổi đâu tại vì đây là cái đỉnh uh, bay cờ lại mắt trong ngắn hạn trong cái chạc giờ rồi này thì nó sẽ lên nó test lại nó chỉnh nó cứ lên nó test lại nó chỉnh và nó tích lũy trở lại và sau đó nó sẽ có những cái cú rũ bỏ nhẹ trước khi nó đi lên tiếp các anh chị ha thì thường mà tuấn thấy như vậy thì nó có khoảng tầm là ba cái nhịp chỉnh mà thường là như vậy thì nó sẽ có ba cái nhịp chỉnh ở trong chặt giờ hoặc ở trong cái chặt ngày nó sẽ có ba cái nhịp chỉnh các anh chị nhá ha nên là chúng ta lưu ý cái nhóm thép này nó cũng rất là ok rồi ngoài ra VGS cũng vậy này các anh chị chúng ta cũng lưu ý con VGS này cũng cực kỳ là khỏe nhưng mà cái thời điểm này cứ nên đợi cho nó tích lũy trở lại thì sẽ ok hơn các anh chị nhá. Rồi, thì đó là cái nhóm mà chúng ta lưu ý tới ha. Đầu tiên là cái nhóm uh, bất động sản rồi. Thì ngoài ra thì có thêm nhóm chứng khoán nhưng mà nhóm chứng khoán này thì em nghĩ nó cũng sẽ phải nên tích lũy trở lại thôi. Tại vì nó là cái nhóm dẫn sóng trong cái khoảng thời gian vừa qua là rất là nhiều rồi. Mà cái đoạn này phục hồi đi lên thì nó cần phải hấp thụ những cái lượng cung ở vùng đỉnh này trước à, nó sẽ đi lên một cách nó rất là dập dìu có thể đi lên chỗ này xong nó vượt lại cái nó buồn chao cái nó chỉnh lại này đấy nó có chỉnh lại nó đi lên chỗ này thì thường là tuấn thấy đây ví dụ chẳng hạn như đây là một cái nhịp rũ hoàn chỉnh là số 1 này thì ở đây nó sẽ có một cái nhịp chỉnh số 2 này và sẽ là một cái nhịp chỉnh số 3 thì sau cái nhịp chỉnh số 3 này tuấn sẽ đánh ha sau cái nhịp chỉnh số 3 đó tuấn sẽ đánh các anh chị nhá và chỉ tập trung đánh vào những cái mã cổ phiếu như BSI, ESI hay là FTS rồi con VIX này cũng rất rất là mạnh này các anh chị ta thấy không VIX này cũng rất rất là mạnh ha thì con viết này tốn vai nó phải về là đâu đó khoảng tầm 18.5 luôn ấy, nha hoặc là 19 luôn ấy các anh chị. Con này cực kỳ là khỏe bởi vì cái tính đầu cơ nó rất là cao các anh chị ha. Rồi CTS cũng khỏe này, Đấy, CTS cũng khỏe, thì nó cũng đã về lại vùng này rồi, nhưng mà tốn nghĩ nó sẽ lên được đâu đó khoảng tầm là 30 trước khi mà nó điều chỉnh lại hoặc là 28 ít hoặc là 30 gì hoặc là 29 x gì đó các anh chị ha. Đấy. Nói chung là nó khỏe lắm, VCI cũng khỏe này VCI thì tôi nghĩ nó có thể nó vượt được cái ngưỡng 425 này nếu mà nó vượt được bốn năm này thì nó phải về lại đâu đó khoảng tầm là vùng 45 có thể là như vậy các anh chị nhá nên là chúng ta cứ tiếp tục chúng ta chờ thêm ha rồi ok ngoài ra thì những cái mã cổ phiếu trụ như là my san hay -L -L g như thế này thì Tuấn không đánh giá cao cho lắm mặc dù là Tuấn đã có view cho nó hồi lên được tiếp rồi nha nhưng mà mình không đánh giá cao cho lắm Đấy. rồi cổ phiếu vua thì uh, Tuấn nghĩ là nó cũng đánh lung phiên thôi mọi người cũng thấy là nó rất là chậm ha tuấn nói rồi là nếu như mà các anh chị người ta không còn cổ phiếu nào đánh á, thì cứ tìm đến tìm kiếm đến dòng ngân hàng mà đánh thôi đấy tại vì nó là cái dòng cú cánh mà à, cho nên á, là tốn mới không thích là như vậy tại vì nó cũng lên chậm các anh chị nha mặc dù nó cái thế của nó nó vẫn đang lên như thế này nè cái thế của nó nó vẫn đang lên nhưng mà thật sự nó đánh chậm lắm à, nên là mình không có thích Đấy, rồi hôm nay có gì nhỉ? Hôm nay không có gì đặc sắc cả. EIB thì nó vẫn khỏe này. EB thì nó vẫn sẽ lên được đâu đó cái target là 20 các anh chị ha chung là rất là khó để mà tìm ra những cái điểm mua ở chỗ này tôi nói thật đã bán ra rồi để mua lại thì chỉ có một là mua cao hơn thôi chứ mà tìm kiếm những cái vùng cân bằng ở đây hiện tại hầu như là không có ở ấy, ngoài ra thì Tuấn có thấy KBC cũng đang test cung vài cái điểm test cung ở đây cũng khá là đẹp này ngày mai khả năng cao nó sẽ bùng nổ về lại đâu đó khoảng tầm 33.8 cho tới 34 thì đây sẽ là cái điểm mấu chốt cuối cùng trước khi nó bước vào một cái nhịp nào nó chỉnh lại lên đây xong chỉnh này chỉnh nó tích lũy lại lên tiếp các anh chị ha rồi VGC, VGC cũng tương tự vậy. Nó con này là những cái con mà nó về nó quay về nó test lại đỉnh này. Đấy, rất là khỏe, trời ơi, mấy con này đúng kinh khủng. IDC cũng vậy. Quay về test đỉnh ha, test đỉnh xong thì nó sẽ chỉnh lại. Nó chỉnh lại xong thì chúng ta lại tiếp tục chúng ta cái hành trình nó vượt đỉnh thôi các anh chị nhá. Cho nên là không thành vấn đề đâu. Em nghĩ là rất là tốt đối với lại là, là IDC đấy. Rồi ok, thì uh, chắc cái video của Tuấn cũng xin phép được tới đây thôi tại mình cũng không cần phải quá này cập nhiều là do là thứ nhất là cái gì các anh chị cái điểm mua bây giờ nó rất là khó rồi anh chị nào bây giờ muốn mua thì chỉ có một là chấp nhận mua đuổi là mua hơn thôi chứ làm gì mà còn cái đấy hai làm gì còn những cái vùng cân bằng cho các anh chị ta mua nữa đúng không ạ ngày mai có khi lại mở cái gap up đi lên luôn đấy nên là nó rất là khó cho các anh chị nào mà đang đứng ngoài nhá ai à, mà đang đứng ngoài là cảm thấy rất là trầm cảm luôn á thật sự đấy, thậm chí là khi mà các anh chị ta đưa cái tay vô mà chúng ta mua ấy Thì Tôn Bảo đảm với các anh chị nhà đầu tư rằng là đó sẽ là những cái vùng ở đỉnh cái sóng hồ đợt này để nó bước vào một cái nhịp mà tái thích lụy trở lại các anh chị ha rồi cảm ơn các anh chị chúng ta đã quan tâm và lắng nghe theo dõi video ngày hôm nay và đừng quên là tối nay trên kênh tiktok của Tuấn ha Tuấn Remix sẽ có buổi live stream vào lúc khoảng tầm là 8 giờ 30 để mà giải đáp các cái thắc mắc cho các anh chị chúng ta về cổ phiếu nhé rồi cảm ơn các anh chị chúng ta một lần nữa và hẹn gặp lại các anh chị chúng ta ở những video tiếp theo